bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 8 tháng 5, thứ tư tuần 6 phục sinh. Thần chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi thần chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Chúa Thánh Thần cho biết tất cả sự thật. Thần chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Tất cả sự thật là Thiên Chúa yêu thương nhân loại, sai con một của Người đến trong trần gian, chịu chết và sống lại để cứu chuộc nhân loại khỏi chết muôn đời. Ai tin vào Người sẽ được sống. Vâng, cuộc thương khó và cái chết của một con người mang tên Giêsu, với án tử hình đóng đinh thập giá rùng rợn nhất trong lịch sử loài người, thì đã là một sự thật hiển nhiên. Nhưng sự thật về con người mang tên Giêsu là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là đấng cứu độ, thì chỉ có những ai chấp nhận ánh sáng soi dẫn của Chúa Thánh Thần mới được ơn thấu hiểu sự thật ấy, và nhờ tin vào sự thật Giêsu mà được cứu độ. Ước gì các gia đình Công giáo khi đã đón nhận ánh sáng của Chúa Thánh Thần để tin tưởng vào Chúa Giêsu, đấng cứu độ duy nhất, thì sẽ luôn sống an vui trong niềm hy vọng cứu độ, luôn sống công chính, sống trong sự thật vĩnh cửu. Cụ Bảy đã 88 tuổi mà vẫn sống vui, sống khỏe, chia sẻ với hội cao niên rằng: Sống đơn sơ, chân thật trong Chúa Thánh Thần thì cuộc đời này chẳng có gì phải buồn phiền cả. Buồn phiền, chán nản là con đẻ của cách sống ảo vọng, dối trá. Sự thật là mình sẽ chết và sống tốt để chết tốt. Sự dối trá là ảo tưởng mình không chết, càng ảo càng buồn phiền, chán nản. Người tin vào Chúa Giêsu và tin mừng thì luôn sống vui mừng. Quả thật, sự thật là ơn cứu rỗi đã sẵn sàng và còn được soi dẫn tới nơi tới chốn. Ai không nghe tiếng sự thật thì tự đánh mất ơn giải thoát. Đã đành, việc ấy là lẽ công bằng, nhưng không dừng lại ở lẽ công bằng ấy. Chúa Thánh Thần luôn kiên tâm mời gọi con người đến với ơn cứu độ. Vì thế, ai đang dối trá, buồn phiền, chán nản thì hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin cho các gia đình vui sống lời Chúa dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần để được bình an, hạnh phúc. Amen. Đức nữ rất đáng kính chuộng, cầu cho chúng con. Đức nữ rất đáng ngợi khen, cầu cho chúng con. Chào tháng năm, các gia đình vui mừng dâng tiến những đóa hoa lòng bên mẹ Maria để kính mừng mẹ đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng mẹ, để kính mừng mẹ đã cứu mang và sinh hạ con Chúa Trời, để kính mừng mẹ đã hiệp công hy lễ cứu chuộc nhân loại, để kính mừng mẹ là nữ vương thiên quốc, là trạng sư của mỗi người, mỗi gia đình, và để khấn xin mẹ
nguyện giúp cầu thay cho mỗi người, mỗi nhà được ân sủng Chúa mà vượt qua hành trình đầy phong ba, nhưng không bao giờ lạc hướng. Nhờ có mẹ dìu đưa đến miền Thái Hòa là nước trời vĩnh cửu. Bye.